Thưa quý vị, nếu ai đã từng đến với làng cổ Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, sẽ cảm nhận được nơi đây dáng dấp của một làng quê yên bình, mộc mạc và hoài cổ. Đây là thôn có bề dày lịch sử khoảng 700 năm. Do vậy, người dân nơi đây rất tự hào và ý thức giá trị văn hóa cổ xưa và vẻ đẹp của làng, nên cùng chung tay ra sức tôn tạo giữ gìn. Làng cổ Phong Nam chứa đựng rất nhiều giá trị văn hóa cổ xưa của làng quê Việt Nam. Dù cơ sở hạ tầng và nhà ở dân cư đã đổi thay khá nhiều, song thôn Phong Nam vẫn giữ nguyên nét đặc trưng của làng quê Việt. Điểm đặc biệt hấp dẫn của thôn Phong Nam là sở hữu hàng loạt công trình kiến trúc cổ kính như đình, chùa, miếu, nhà thờ tiền hiền, nhà thờ các tộc họ, cây đa cổ thụ lâu đời, cùng những lũy tre làng vô cùng mộc mạc và bình yên. Tại Phong Nam bây giờ vẫn còn 4 ngôi nhà cổ có tuổi đời sắp xỉ 2 thế kỷ. Bao nhiêu đời nay là nói chung cái lòng phong lệ nói chung và thôn Phong Nam là nó riêng. Là trước từ xa xưa thì có cái di tích ông bà dựng lên, giờ chúng ta là nhân dân và cái thế hệ trẻ sau này thì có tinh thần trách nhiệm là cùng nhau bảo vệ và tôn tạo, luôn luôn là duy trì suốt trong kể cả tới sau này nữa. Không chỉ đắm chìm trong thế giới hoài cổ, về làng quê Phong Nam, chúng ta được đi trên những con đường rợp bóng cây tre và đầy hoa lá, được ngắm nhìn làng quê thanh bình, những cái đồng lúa, tất cả tạo nên bức tranh thôn quê giản dị và gần gũi. Ý thức được giá trị văn hóa truyền thống của làng quê mình, người dân vùng quê nơi đây đồng lòng ra sức xây dựng quê hương. Một trong những điểm nhấn của vùng quê này là gần như nhà nào cũng xây hàng rào, trồng hoa cây cảnh, chăm chút từng góc vườn, cổng ngõ, góp phần đem lại vẻ đẹp cho quang cảnh làng quê. Tôi là bên hội phụ nữ, chúng tôi thường thường là huy động mà chị em là trồng cây cảnh, trồng hoa, từng nhà, từng đường. Và thường thường là chủ nhật là chị em hai ra quân để dọn vệ sinh. Qua đó là góp phần về môi trường sạch, xanh, sạch đẹp cho thôn nhà. Và chúng tôi rất vinh dự sống được trong thôn Phong Nam, là một thôn kỷ mẫu của huyện. Từ cái nét văn hóa truyền thống đó thì người dân nơi đây đã hình thành cái ý thức về tôn tạo, giữ gìn cái nét văn hóa truyền thống của làng quê, của một cái làng cổ. Từ đó giúp cho chính quyền địa phương thực hiện các cái mô hình, triển khai các cái chương trình nông thôn mới, cũng như là tôn tạo, những cái việc tôn tạo cảnh quan ở địa phương có nhiều thuận lợi. Từ năm 2012, Phong Nam trở thành thôn đầu tiên của huyện Hòa Vang được công nhận là thôn không rác. Năm 2016, được công nhận là thôn kiểu mẫu nông thôn mới. Địa phương đã và đang huy động mọi nguồn lực để xây dựng Phong Nam trở thành thôn giàu có, văn minh, đồng thời tiếp tục tôn tạo, trùng tu một số di tích văn hóa, khu vực lễ hội Mục Đồng, lễ hội đặc sắc của địa phương. Trong thời gian tới, thì địa phương sẽ tiếp tục quan tâm đến những cái nét văn hóa truyền thống để tiếp tục tôn tạo, khôi phục, đặc biệt là tiếp tục nâng cấp, trùng tu cái di tích đình Mục Đồng, làng Phong Lệ là di tích cấp thành phố, cũng như là đề nghị cấp trên công nhận cái đình làng Phong Nam, tức là nhà thờ tiền hiền 17 chư phái tộc làng Phong Lệ được công nhận là di tích văn hóa cấp thành phố, và đồng thời là tiếp tục khôi phục lại cái lễ hội Mục Đồng làng Phong Lệ, một cái lễ hội rất là đặc sắc của địa phương. Hiện xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang là một trong 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí của thành phố Đà Nẵng, và thôn Phong Nam được đánh giá là thôn điển hình đạt chuẩn thôn kiểu mẫu nông thôn mới theo bộ tiêu chí thành phố Đà Nẵng. Đây là cơ sở và cũng là động lực quan trọng để cán bộ và nhân dân thôn Phong Nam tiếp tục xây dựng vùng quê cổ kính yên bình này ngày càng phát triển.